sao? Chồng thấy thèm lắm đúng không? Nhưng mà tiếc quá à. Bây giờ không có cơ hội được chạm vô nữa rồi. Bạn tiếc gì cái số tài sản á để lại cho vợ bạn với cho tôi? Bạn nói tôi biết đi, mật khẩu bao nhiêu tôi giúp bạn giữ số tài sản đó cho, với tiền thể chăm sóc vợ bạn dùm cho bạn đi nha. Hai người làm cái gì vậy hả? Đâu có làm gì đâu My. Cái này Phú muốn nói gì á, như chăn chói gì với tụi anh á, nên tụi anh sáp lại nghe cho rõ thôi à. Chồng ơi, chồng muốn nói gì với vợ đúng không? Chồng nói cho vợ nghe đi chồng. Anh Phú, anh có sao không? Em gọi bác sĩ cho anh nha. Sao? Anh cần em giúp gì hả? Anh nói đi, em sẽ giúp anh nha.